Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với một kèo phá cũng tương đối to trong buổi tối ngày hôm nay. 5.150 tỷ. Một account mà bác chủ đã có sẵn một đội hình của Real Madrid rồi. Mặc định bạn ấy đang có một đội hình của Madrid khoảng 1.000 tỷ. Nhưng bây giờ khi mà đã có 5.000 tỷ thì câu chuyện nó sẽ rất khác. Tôi không biết là đội hình này liệu có tận dụng được con hàng nào đó không. Bởi vì những con hàng này nó chỉ có vài chục tỷ, nó hơi nhỏ so với cái tiềm lực tài chính này. Nếu giữ thì có thể giữ lại con theo này cũng được này. Con cánh, con theo cũng là con hàng hay. Và tôi cũng có hỏi qua bác chủ ấy, bác cần cái tiêu chí gì cho cái đội hình của Madrid này. Thì bác chủ có nhắn nhủ với mình là cần một con rô béo ngon với con CR7 là ok anh em ạ. Ở đây thực ra bác chủ có con CR7 MC6 đấy. Nhưng mà để mà xét vào thời điểm hiện tại thì nó vẫn là hơi nhỏ. Có rô béo với cả CR7 MC nhưng chắc là tôi nghĩ là bán sạch đi. Bây giờ câu chuyện chúng ta sẽ đến với hai con hàng đó luôn. Bây giờ mà mua Delima thì mua con đéo nào bây giờ nhở? Đau đầu phết đấy nhá. Con này thì lại ảo này. Bây giờ mà anh mua anh nghĩ là anh phải ra bài tập về nhà đấy. Ronaldo MC8 bao tiền? Ủ 2.000 tỷ á. Cao quá, giá này là hơi chua anh em ạ. Thôi để BFC cộng 1 nhá. Sau đó về độc 5. Tôi nghĩ đó là một cái bài tập về nhà, nó xứng đáng với những gì mà bác chủ lên làm. Anh em ạ, bác chủ lo được vụ này nhá. Đây, mua con này là đầu tàu cũng đẹp mà. Ronaldo BFC. Và sau đó thì sẽ có một con CR7. CR7 thì có thể là anh em sẽ có hai phương án nhá. Một là sẽ đá CC và đập lên cộng 3. Còn hai là anh em sẽ đá World Cup và mua ngay cộng 6. Tôi nghĩ đó là cái hai lựa chọn hợp lý nhất dành cho hệ thống này. Bác chủ đéo muốn đập đâu anh em ạ. Thôi thôi thôi, cho World Cup đỡ phải đập. Được chưa anh em ơi, là World Cup đi. CC cộng 2 cộng 3 nhìn nó cũng xấu các bạn ạ. Thôi lấy con này nhá. 620 tỷ. Rồi bắt đầu đẩy những vị trí khác đây. Trung vệ này. Đá con Ramos DC nhá. Ramos DC. Varane trước đi, Varane giá rẻ, tôi nghĩ là hợp tiền hợp lý hơn. Hôm nay tôi sẽ lấy Varane đá cặp cùng với Ramos. Vì lâu lắm rồi Ramos nó chưa trở lại anh em ạ. Thì nhân tiện đây cũng là một cái tài chính rủng rỉnh thì tôi sẽ chơi ra Ramos nhá. 655 tỷ. Cặp trung vệ nghe vẻ ok đấy. Lấy lại cặp trung vệ Galacticos một thời đi. Rồi ok, tuyến giữa này. Tuyến giữa làm con Essien Icon cho tôi nhá. 446 tỷ. Essien sẽ đá cặp cùng với Tony là xong. Một người thủ cứng và một người phân phối bóng là xong rồi này. Và tiếp đó chúng ta sẽ cần hai cầu thủ chạy cánh nữa. Eden Hazard bao tiền nhỉ? Tôi cần một con Hazard. Hazard mùa nào bây giờ? EBS. Ui có mẹ, thằng EBS này sao giá cao ấy nhỉ? Hazard 6 không có ai bán à? Được đấy, mua Hazard 6 tạm thời đi. Hazard 6 một cánh nhá. 116 là đẹp rồi. Định lấy một con nào cộng 8 nữa anh ạ. Xem nào. Cân lại lương anh em nhá, cân lại lương thử này. Rồi. Pro 5. Bài tập này bác chủ làm được. Nào Ronaldo nữa đây. Không biết là cần dư bao nhiêu tiền để đập nhỉ anh em nhỉ? Dư bao nhiêu tiền để bác chủ đập nhỉ? Mà thích thì tôi đập cũng được. Học sinh cá biệt anh em bắt đẹp thật về nhà. Nghe chớ đấy à. Đổi Ro 1 đi. Bậy nha, bậy nha Hùng nha, bậy nha. Bình tĩnh nào, đợi tôi tí, nếu không đổi được tôi sẽ cân đối đấy. Hay là mẹ con MC8 nhỉ? Có đủ tiền không? Sợ đéo đủ ấy em ạ. Rồi. Mẹ có đủ tiền con rô béo MC8 không? Bóp mồm bóp miệng ác quá đấy. Đập luôn lâu lắm. Tôi nghĩ là một người lười như bác chủ khi tôi đang đổi phương án đây này. Người lười như này bắt đầu phải đổi phương án đấy. Mẹ có khi là phải đẩy Lima đấy anh em ơi. Khi người lười. Từ suy nghĩ lại tí nào anh em, suy nghĩ lại tí nào. Ramos này có vẻ hơi cao này. Ok, từ tôi tính lại nhá. Có con người anh em hơi lười này, tôi phải đang suy nghĩ lại đấy. Varane là đủ rồi này. Bây giờ cần hai con cánh và con trung vệ. Trung vệ có khi làm mẹ Rudiger thôi nhỉ. Đâu. À, còn Pion luôn à. Ok. Có vẻ ổn đấy. Rô MC xấu á. Thế con nào đẹp hả Phong? Muốn con nào? Phong muốn con nào? Phong muốn cái gì nữa? Phong khó tính nó vừa thôi Phong ơi. Thế lấy con rô nào đây? Bên cánh này. Làm con Bách đã nhá. Đây là con Bách đã anh em ơi, là con Bách CC cái này. Hay là Bách DC nhỉ? Ta định lấy CC đấy. Sao DC này ảo hay sao ấy? DC ảo rồi. Thực ra DC này thủ tốt này anh em này. Nhưng nó đang hơi ảo một tí. DC đéo mua được các bạn ạ. Bây giờ đéo mua nổi rồi. Tôi nghĩ là bác chủ là một người gọi là ngại. Ngại phải làm bài tập.
Nên là thôi anh em mình mua những con hàng gọi là ăn sổi thôi. Con hàng nào dễ mua dễ bán cho bác chủ cho đỡ đau đầu. Ngại làm bài tập lắm. Bách một bên nhá, bách một bên nó phối cũng được. Bây giờ kiếm một con chạy cánh nữa. Ở đây có củ tỏi đi. Tỏi thường là được rồi, cho nó yên tâm nhá. Đổi SC ngon thì sao đổi? Xe ngon điên luôn lại phải đổi. Bây giờ còn hai con này anh em này. Vẫn ép lên chứ. Vị trí này còn đâu đó khoảng hơn 400 à. Figo BTB. Ok BTB ngon đấy chứ. KKMC. Thôi để con Figo ở đi anh em ơi, Figo này ngon đấy nhá. Tiến chuẩn với anh em Figo BTB 8 ngon. Figo với Bách còn có đôi cánh cũng huyền thoại đấy. Đó, tôi định lấy Hazard đấy nhưng mà thôi. Rồi ok. Ô, sao đội hình này lương vẫn còn nhiều ấy nhở? À tại vì con rô béo anh ạ. Con rô béo lương có 24. Và ở vị trí hậu vệ phải với lương 20 như này thì thoải mái quá hơn gì nữa. Lorente lương 19 này. Thằng này ok nhá, lấy Lorente được đấy. Lorente ở đây. Sao bán hết đội hình đi các bạn, bán hết đội hình đi. Vênh một lương, được chưa anh em? Thế nhá. Như thế là lét căng rồi gọn ơi. Còn cái đéo gì nữa đâu mà có phải lấn cấn đấy nhở. Đội hình này thì bố đời luôn gì nữa. Khủng khiếp nhất server. Còn thằng nào mà không dùng thì bán hết nhá. Ronaldo Totti xả rồi à? Đâu xem nào, xả bao nhiêu? Sợ không bỏ tôi không đủ tiền ý. Giảm được 300 mà. Thực ra là con Pion này nó vẫn có lực này. Vẫn còn có lực một tí này. Nếu mà thêm tí lực nữa anh em thể làm một con nữa cũng được. Con này 1k tỷ bán đi đúng không? Bán 900. Thế từ từ thế nào. Thực ra thì lấy mua Totti thì cũng được thôi. Đủ tiền mà. Vừa khít con mẹ luôn đấy. Con kia mua vào mà vá vào có khi đủ ấy. Nếu mà thích đổi được con Totti cũng được. Ronaldo mùa 22 Totti đúng không? Đó như này này. Thế thôi. Ok chưa anh em? Chỉ như vậy là đủ ấy mà. Thế thôi. Nhớ thế này đi anh em, tạm thời như này nhá. Nếu mà anh em thích lấy Totti lấy, không thì thôi dư tiền thì anh em lấy con mẹ ở này thôi. Còn con cúp 6 là quá ngon. Nó đủ để anh em có một tiền đạo chất lượng. Rồi đây đẹp rồi các bạn ơi, không phải lấn cấn đâu. Sau đó bán hết đội hình này đi nhá. Thì hôm tới khi mà về đủ ấy, tôi sẽ cùng với anh em chinh chiến với hệ thống này nhá. The next day. Rồi sau đúng một ngày trở lại thôi, tất cả những con người của Real Madrid mình phá với đâu đó khoảng 5.000 tỷ. Kết hợp với đó là cặp song sát bác chủ muốn có ở hệ thống này thì dĩ nhiên rồi, CR7 và Rô Béo sẽ là đầu tàu ở hệ thống này. Ở Rô Béo mình sẽ lựa chọn với mùa MC+8. Thời điểm đấy thì tự nhiên là con Rô Béo nó ảo anh em ạ, con BKC nó ảo. Đây là mình đéo mua con BKC, chứ nếu như mà đặt vào trường hợp ngày hôm nay thì có lẽ là Rô Béo mình sẽ mua mùa BKC và đổi CR7 có thể thành mùa CC hoặc mùa Totti. Nhưng mà vào cái thời điểm mà chúng ta xuống tiền thì mùa ấy nó ảo, bác chủ ấy đéo biết đập thẻ, bác ấy không muốn làm bài tập về nhà. Nên là thôi, Rô Béo của mùa MC8 sẽ là vị trí đầu tàu ở hệ thống này. Bên cạnh là Ronaldo của mùa World Cup cộng 6, bộ đội chạy cánh sẽ là Beckham CC. Bên cạnh là Figo của mùa BTB. Cặp tiền vệ phòng ngự sẽ là Marcus Seng. Bên cạnh là Tony của mùa CC. Cặp trung vệ thì cực kỳ điên rồi, Varane và Rudiger đều là mùa xuất sắc nhất trong con game này. Bên phải có Lorente và bên trái là Theo Hernandez. Vị trí gác lên thuộc anh Củ Tỏi. Với mùa thường chúng ta vẫn còn dư một lương để có thể thay đổi hệ thống này. Có dự bị có thêm cắt nốt, có bêu, những mùa nhỏ nhỏ của bêu thôi. Rồi đẹp rồi, và chúng ta sẽ cùng nhau đến ngay với những bước chạy đầu tiên của Real Madrid 5.000 tỏi này nha. Ok. Thằng SC này tự nhiên nó lên giá cao thế. Ok, đổi Lima kìa. Cay quá nhở. Ui. Rồi đổi Lima. Vít nhẹ, vít nhẹ. Đéo qua thằng xanh con kìa. Ok. Ẩu quá nhở, ẩu quá nhở. CR7 rút. Với thằng CR7 này thì thật sự với anh em, rút được là ăn mừng. Quá là easy luôn. Ok, đi Figo. Tạt này, Figo tạt như vào cái đầu. Ôi không. Tính ra đội hình này của mình có hai thánh tạt đấy chứ. Ở Hà Nội anh thấy cũng có một hôm trước vào Lotte cũng Chanel, Chanel nhiều thương hiệu lớn phết đấy. Sao lại là fake? Hay là mày có check chuẩn không đấy? Vào chân đấy mà hãng rồi mà vẫn fake được á? À? Ghê quá nhở. Ok, De Lima. FD vào đầu, mày FD tao ạ. FD bố mày. Ô. Thằng này mình phải đá thắng đậm nha anh em nhá. Trận đầu tiên phải ra quân nó rực rỡ tí. Dấu tên rồi. Đã rescan 10.000 đồng. Biết Việt Nam mình cũng vậy, tầm một giá khác, tầm hai khác. Sao rồi đấy? Đi đâu mà điều được con này? Vẫn điều được à? Cái tay cầm đấy nó cũng là trong cái giai đoạn hoàn thiện, nó có nhiều phiên bản vãi đái á.
Mẹ bực thế nhở. Thường là mùa té nào limit đấy. Hoặc là con hàng giải nghệ nó mới limit thôi. Xong rồi đấy. Nope. Trời xuất cùn vậy. Thế anh em cứ tập luyện nhiều mà nó sẽ nhau mang quen thôi. Giấu tên đã bị scan 10.000 đồng. Đi mua tay cầm ở shop anh Tú cho chắc. Chắc. Cho nó chắc. Cái trận đầu này đá buồn cười nhỉ. Không hiểu luôn ạ. Cứ bị chớ chớ nhìn như đội hình nó chưa form lắm anh em ạ. Chưa form lắm này. Rồi ok. Đến cái nữ này rồi còn vẫn không vào được, chịu mày đấy. Figo. Mẹ trời, suốt phải 20 quả ấy nhở. Rồi đá penalty vui vẻ tí. Vào penalty thì tỷ lệ chiến thắng của tôi là 96.69%. Rồi bách. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Hello anh Giang. Ok, hello em Duy nhá. À, bản lĩnh đấy. Bản lĩnh đấy. Bản lĩnh. Ờ, tôi hiểu thằng này biết sút gì rồi. Hiểu nó sút như nào rồi đấy anh ạ. Hiểu rồi đấy. Nhầm hướng rồi, thằng này sút cũng ok quá nhở. Bản lĩnh bắt được quả này. Bản lĩnh thì bắt được quả này của tôi cái. C7 bao giờ xin ban. Hiểu thằng này biết sút gì rồi. Hiểu cách thằng này dứt điểm rồi. Mẹ thằng này đá được nhờ. Quyết đoán của Tony. May. May lìn nè, nó sút quả góc khó chịu nhờ. Ok. Và đó là Denima. Tay cầm đang rung lên rồi. Và đây là Van Vác đấy. Tôi giả vờ trận đấu này không muốn thắng đối thủ ở những phút thi đấu chính mà thôi, để chúng ta vào penalty, để tôi lại được thể hiện khả năng bắt penalty. Nó bất bại rất dài rồi. Mày hôm nay vào cột nhiều điên luôn đấy. Và đó là Beckham. Beck. Mày đó. Sút mạnh ấy nhở. Vụt. Con mẹ hôm nay cứ xả cột như thế nào anh em nhở. Cột nữa hộ tôi cái đi. Và đó là The Dima. Rồi ok. Một bàn nữa là bù cái kèo cho anh em đấy mà. Đối này chịu rồi. GG cả. Ra là con máy của mình nó đang có vẻ hơi ốm rồi anh em. Nó hơi ốm rồi. Lúc quay nó kêu ầm ầm lên bực thật. Có bệnh rồi đấy. Hơi có bệnh rồi đấy. Rồi ok. Nó đã ngoan rồi, nó đã ngoan trở lại rồi. Đó FD đấy, còn gì nữa anh em. Ở đây đi hơi díu một tí. Rồi. Rồi, cái bàn đầu đã. Con mẹ của đấy may mắn thế nhở. Đá mấy thằng này đá chậm quá, mấy thằng này đánh thấp hay sao, đá chậm điên luôn ấy, đá đéo đúng cái tốc độ của tôi cả. Cái đi 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 bực hết cả người anh ạ. Không thích cái tốc độ này một chút nào. Tốc độ khá chậm với một cái hạng rank. Varane. Varane đánh đầu ghê ấy nhở. Rồi Figo của FD này. Ok chưa? Mày sao cái này cứ bị lag tay ấy nhở? Ừ nó cứ đi đi khó chịu phết.
Đá này mấy đội yếu anh em đá kiểu chiêu chiêu ấy, nó không nhanh. Rách cái lưới luôn mà. Và đó là Ronaldo. Và FD điên nhờ. Cứa là chết này. Bịt ngay là Tony, cứa là chết được mà. Thằng này ZD gọi là ông chùm luôn. Chùm ZD đã đến. Bẻ quả nái. Rồi đây là tốc độ của Figo. Lại vào cái chân của thằng Tony. Sợ nhờ, Tony sút điên đấy nhở. Vãi đái thật. Tầm này cũng đang mệt mệt này. Mai dậy sớm. Ronaldo đá điên quá nhở. Thằng này nhảy múa trong vòng cấm cực sướng nhá. Mùa World Cup này theo mình thích hơn với mùa 22 TS, là anh em sẽ có 6 sao kỹ thuật.